Năm 2023, huyện Bảo Yên phấn đấu đạt số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 265 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Để đạt được con số đó, huyện Bảo Yên đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ với rất nhiều việc tổ chức sự kiện du lịch để thu hút du khách. Địa phương phấn đấu thu ngân sách từ đền Bảo Hà đạt 70 tỷ đồng. Bảo Yên cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án có sử dụng vốn vay quỹ phát triển đất của tỉnh để tạo quỹ đất tổ chức bán đấu giá tạo nguồn chi trả vốn vay của tỉnh, quản lý khai thác tốt quỹ đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách địa phương để tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, số thu ngân sách trên địa bàn của huyện Bảo Yên đạt 214,5 tỷ đồng, bằng 112,3% dự toán điều chỉnh, trong đó 115 tỷ đồng là tiền thu từ sử dụng đất và gần 100 tỷ đồng là thu từ thuế, phí.